Chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế xe ga điện Piaggio One 2021 đẹp xuất sắc, hút được giới trẻ. Piaggio One 2021 xuất hiện trong một cái cuộc triển lãm xe máy với những cái ảnh thực tế đẹp và sinh động hơn rất nhiều so với cái ảnh giới thiệu trước đó. Piaggio One 2021 là một ứng phẩm xe ga điện hoàn toàn mới mà tập đoàn xe hai bánh Piaggio mới giới thiệu với công chúng trong một cái cuộc triển lãm xe máy ở Bắc Kinh 2021 đang diễn ra tại Trung Quốc. Đây cũng là một cái siêu phẩm xe ga điện mà Piaggio sẽ giới thiệu ra toàn cầu. Điều đó có nghĩa rằng Piaggio One 2021 trong cái tương lai gần có thể xuất hiện tại trường Việt Nam. Hệ thống chiếu sáng của cái phiên bản này hoàn toàn bằng bóng LED. Cái đồng hồ xe lọt kỹ thuật số với màn hình cảm biến, có thể điều chỉnh cái độ nền, độ sáng theo điều kiện môi trường. Thanh tay lái bên trái và rất nhiều cái nút điều khiển như cái dòng lệch tay ga bình thường. Thanh tay lái bên phải đi cùng với vài nút điều khiển. Chiếc xe được khởi động bằng chế độ tự động hoặc là bằng chìa khóa mình với những cái núm vặn và có hai chế độ lựa chọn là Eco và Sport. Cái vành bánh trước xe nhìn rất là chắc chắn đi cùng với cái lớp bảng to hoặc các chấu lớn. Cái vành bánh xe phía sau và cái hệ thống chèo sau. Thiết kế cái sàn để chân cho người lái hoặc cái cần để chân cho người ngồi phía sau có thể chập ép vào cái thân xe cũng được. Yên xe, cái yên ngồi đôi nhìn cũng rất là rộng rãi, đi cùng với cái tấm ốp hông được vuốt với những cái đường viền nhìn cũng khá là nổi bật. Piaggio One 2021 cùng với cái chiếc là Vespa Electrica đã tạo thành là hai cái tân binh có thể làm khuấy động cái phân khúc xe tay ga chạy bằng điện cỡ nhỏ. Nếu so với Electrica thì Piaggio One 2021 tập trung nhiều hơn vào những trải nghiệm để dễ vận hành và cái tính thực tiễn rất cao, để trở thành một trong những cái dòng xe tay ga đi lại hàng ngày tiện ích trong cái đô thị và có thể trở thành một cái sản phẩm xe tay ga chủ lực theo cái xu hướng thân thiện với môi trường trong cái tương lai gần. Đồng hồ điều khiển với cái màn hình cảm biến. Trọng lượng chiếc xe khá nhẹ, dễ dàng điều khiển, thân hình thì gọn gàng và thiết kế rất thông minh. Piaggio One 2021 hiện được đúng cái chất là một cái dòng xe tay ga điện. Cái mẫu xe này cũng mang kế thừa từ những cái ưu điểm đã tạo ra cái niềm tự hào của các dòng hiệu của Piaggio như cái sự khéo léo, độ tin cậy và sự kết cấu cái khung rất là vững chắc. Nhờ vào cái cảm giác lái và cái sự an toàn, chiếc xe được nâng lên một cái tầm cao mới. Hệ thống treo trên cái chiếc Piaggio One 2021 ở dùng cho mình cái cánh tay đòn đơn rất giống như phiên bản Vespa. Thiết kế chiếc xe rất là chắc chắn, giúp chiếc xe vận hành cực kỳ ổn định và an toàn. Thân hình thì nhỏ gọn và rất nhiều chế độ thông minh. Hệ thống cái tấm chống bùng và một cái vành bánh nhìn cũng rất là vững chãi. Và đây là cận cảnh hệ thống treo đầu phía sau. Dưới yên ngồi là một cái không gian để pin xe và vẫn còn cái thêm không gian để những vật dụng cá nhân cũng rất là tiện ích. Cái đèn hậu của Piaggio One rất là đẹp. Và cái chiếc Piaggio One 2021 có tất cả tới 3 phiên bản lựa chọn là One, One và One Active. Chiếc xe sẽ có mức giá bán khởi điểm rơi vào khoảng 17.800 nhân dân tệ, tương đương là khoảng 65 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, kế tiếp nhớ like và subscribe.